một số đặc điểm mà mình cần đạt được trong ngày hôm nay là thứ nhất đó là mình phải nắm được về đặc điểm việc làm sao cũng như là tác động của vara và acol lên cơ thể. Cái này có lẽ ai cũng biết rồi, chúng ta chỉ nhắc sơ lại thôi. Thứ hai là chúng ta sẽ coi có điều là ước tính thì yếu tố nguy cơ gặp phải mãn tính. Thì tôi cũng có coi qua bài của thầy Khôi lên chỗ được không thầy rồi, thì cái phần đó thì thầy cũng có dạy nhưng mà thầy để chung rất là nhiều phần khác nữa cho nên nó thì không có được chi tiết trong bài hôm nay. Thì mình sẽ đi sâu vào những cái liên quan tới độc tính yếu tố nguy cơ ha. Thứ ba là mình sẽ nói về các triệu chứng lâm sàng và cũng như là các biện pháp xử lý ngộ độc. Thì các biện pháp xử lý ngộ độc đây là cái quan trọng nhất mà mình cần nắm, mà còn những cái kiến thức kia thì nó làm cái nền tảng thôi trong cái phòng xử lý ngộ độc. Rồi, mình nói về vara ha. Thì em biết là các chị còn nhớ gì về vara không? Ví dụ như là cái chất mà vara chuyển thành cái độc tính là cái gì? Natri. Và nó gây độc như thế nào? Phá hủy tế bào gan. À, mình biết là hoại tử tế bào gan, đúng không? Nhiều người cứ ghi là suy gan, đúng không? Như vậy thì cái cơ chế của hoại tử là sao? Đúng không ạ? Thì hôm nay mình sẽ giải thích cho những cái phần như vậy ha. Thì đầu tiên đó là tên gọi. Thì ở Hoa Kỳ á, người ta không gọi là paracetamol mà người ta gọi là acetaminophen. Thì nói như vậy để các chị biết, để các chị cái ai biết rồi. Nhưng khi mà các chị tra cứu là thì không phải quá. Ví dụ như là tra cứu là cái nguồn tài liệu của Mỹ á, thì các chị phải rõ cái acetaminophen nó mới hiện ra kết quả. Chứ không chỉ gọi paracetamol thì không hiện ra đâu. À, nên các chị muốn tra cứu một cái nguồn của Mỹ thì phải sử dụng cái từ đó. Còn đối với các nước khác thì nó phải sử dụng là paracetamol. Thì các chị học được lâm sàng rồi á, học được hành luôn rồi đúng không? Thì các chị sẽ có những cái nguồn nguồn tài liệu để tìm kiếm. Thì trong đó cái nguồn mà nó gọi là cập nhật mà gọi là miễn phí mà không phải phóng phí của mình á, thì thường là mình sẽ ra chú những cái tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. Nếu như mà tờ hướng dẫn sử dụng thuốc thì lưu hành tiếng Anh á, thì mình có thể tra ra cái trang medicine.org.uk. Nhưng mà đối với những cái tờ hướng dẫn sử dụng mà được lưu hành tại Mỹ á, thì đó là trên cái trang DailyMed. Không biết các chị có biết cái trang đó không? Thì ở mỗi nước sẽ có một cái trang, rồi khi các chị bỏ vô thì nó sẽ hiện ra cái tờ tham khảo tờ hướng dẫn sử dụng của cái thuốc mà được lưu hành tại cái nước đó ha. Cũng như là của Mỹ á, thì các chị sẽ tra trên cái trang là như thế này nha, DailyMed. Thì nó sẽ là nguồn tài liệu miễn phí nha. Còn nếu như các chị muốn tra trên những cái nguồn như là Autodesk chẳng hạn, thì thật ra là khi mà các chị tra những cái tài liệu trên Autodesk á, thì để đâu được hành tài liệu lâm sàng mình sẽ chạy cái đó. Nhưng mà cái đó nó tốn phí quá nên là mình không có tra được trên cái trang đó. Hoặc là thực ra bệnh viện thì người ta chỉ mua tài khoản, mà cái đó phải cập nhật nhất luôn á, tuy nhiên nó là tiếng Anh cho nên là mình hơi khó lựa chọn. Rồi thì ở đây á, người ta thống kê là cái con số tử vong, con số tử vong do paracetamol, do ngộ độc paracetamol. Thì mình thể thấy rằng là trong những năm từ năm 2006 cho đến 2010 thì cái con số mà tử vong do vara thì đạt khoảng gần 200 ca một năm. Chứ vậy thì cái con số này cũng không phải là nhỏ đâu, không phải là nhỏ đâu. Tại vì mình thấy rằng là cái việc tỷ lệ sử dụng vara của hiện nay trên thế giới rất là lớn đúng không nè. Nhưng mà mình thấy đây là cái thuốc quá thông thường đi, vì vậy thì nó sẽ trở nên gọi là gì, quá phổ biến, người ta sẽ đặc biệt sử dụng. Và khi mà lạm dụng như vậy, cái tỷ lệ tử vong, tỷ lệ ngộ độc cho vara nó sẽ tăng lên rất là cái điều đương nhiên nha. Thì ở đây là thêm một số cái dữ liệu ở Anh và xung quanh của Anh thì nó chỉ có cái dữ liệu về tử vong. Thì mình thấy rằng là trong những năm gần đây á, thì tỷ lệ tử vong nó thấp hơn, thì lý do chúng ta có một thay đổi cái nhận thức về sử dụng vara. Thứ hai là có nhiều quy định chặt chẽ hơn trong việc liều của vara trong bộ chế phẩm bắt đầu nó thấp xuống rồi, cho nên lỡ ngộ độc thì nó cũng không tính nổi nặng như trước ha. Cho nên giờ gần đây thì cái tỷ lệ tử vong nó đã xuống. Còn ở Việt Nam mình á thì sao? Tình hình tại Việt Nam mình á thì người ta đã thống kê rằng là ngộ độc
nghỉ sau thuốc ngủ và tập thức ăn cầm mâm, thì mình thấy rằng là như vậy thì cái tỷ lệ ngộ độc đó nó cao như thế nào? Cô đúng không ạ? Đó chỉ là rất là nhiều thuốc, trong khi mình thấy ba cái thuốc ngay kề bên mình luôn, đó là nó là tỷ lệ ngộ độc thứ hai. Để biết được những cái như thế nào đúng không? Thì mình nói sơ qua về lịch sử phát minh ra ba ra để mình biết được rằng là vậy thì ba ra nó tại sao hiện nay nó được sử dụng nhiều như vậy ha. Thì các bạn biết được rằng là ba ra được tổng hợp lên từ rất là sớm và nó có cái đặc tính là dung nạp rất là tốt. Thứ hai là muốn có lại nó sẽ không có nhiều ha, do đó và nó sẽ trở thành một cái thuốc không kê đơn. Và khi mà nó đã trở thành một cái thuốc không kê đơn rồi á thì sao? Thì nó trở nên phổ biến đúng không? Nó không giới hạn đối tượng kê đơn, do đó cái việc mà người tiêu dùng tiếp cận nó sẽ dễ hơn rất là nhiều so với trước. Và tiếp cận nhiều hơn như vậy thì ta muốn uống nào uống, muốn ta uống ta tự chỉ định luôn mà. Đó là lý do tại sao nó dễ xảy ra độc tính như vậy ha. Đây cô đường tổng hợp lên ba ra, không biết là các bạn còn nắm được thì có làm những cái phản ứng này không, có tổng hợp ba ra không? Đó biết may không, cái ký ức có trôi về đây không? Đó ra hoa nhiều thôi thì giờ mình nhớ để đọc lạnh hoa nhiều chơi thôi, không cần thiết gì hết tại vì nó cũng không liên quan gì công hàng lắm nha. Bắt đầu thôi. Đây rồi, nhìn chiếc hình này đó, giờ ôn lại bài lúc đầu là đây là phòng các chị có thể nói được nè. Rồi ai có thể nói được cho cô cái cơ chế tác dụng của bara, đặc tính kiểu lý của bara, bara có tác dụng kháng viêm hay không, tại sao? Đó đây là kiến thức cũ nha, ôn lại thôi. Rồi, ai có thể trả lời được? Rồi, mời tụi tên xuống dưới nha. Mời mời ăn. Rồi, thái cho cô, nhìn cái hình này, nói cho cô về cơ chế tác dụng của ba ra. Thì nó cũng chế cái nền peroxida, nó làm cho các lớp collagen giảm hai không chỉ là các lớp collagen hai để mà tạo ra được cái PCE hai thì nó không có cái xếp hợp nó non steroid bởi vì nó không có xếp hợp. Cái đỡ một cổ, coi điện cũng như mới qua. Cái này nó nặng nhạt.
ý. Philip Hydroperoxide. Ủa nếu ok thì xin lô xin ra như vậy thì nó có kẹo tổng hợp rất sắc mà nên vẫn sẽ tiên được. Tại vì tôi thấy thanh tiên là như vậy mà đúng không? Đó. Libit. Tại sao mà không có thể Hydroperoxide. Thưa cô là cái quá trình mà ức chế cái rostatinlin G2 á thành rostatinlin H2 á bởi peroxida, cái quá trình mà bala nó ức chế cái men đó nó bị ức chế bởi một cái lipid hydroperoxide do bạch cầu ở ổ viêm tiết ra nên nó không có tác dụng kháng viêm. Chính xác luôn. Có nghĩa là ở cái ổ viêm đó cái nồng độ peroxide nó rất là cao. Thì cái ổ viêm là cái ổ mà tập trung rất là nhiều bạch cầu vào đó đúng không? Và bạch cầu như vậy thì nó sẽ tiết ra một cái chất nó gọi là peroxide. Và cái chất đó nó sẽ cái nồng độ nó cao quá ha, nó sẽ ức chế cái gì nè. Và nó sẽ không có thể nào mà hoạt động được. Đó nè. Đó, do đó là ở cái bệnh nhân xin lỗi cái bala thì nó không có tác dụng kháng viêm ha, không có tác dụng kháng viêm. Rồi. Nói được chưa? Nhắc lại nha. Tại vị trí viêm thì nó sẽ có cái nồng độ peroxide rất là cao. Nó là do cái bạch cầu nó tiết ra. Thì khi mà bạch cầu tiết ra peroxide cao như vậy thì nó làm giảm tác động ức chế cấp của bala. Được không nào? Rồi, và như vậy đó là lý do làm cho paracetamol không có tác dụng kháng viêm, mà tác dụng của nó chỉ là giảm đau và hạ sốt mà thôi. Không, thôi nha, mình nhắc lại cái kiến thức cũ ha. Thì cái đây á là người ta đưa ra cái hình để cho thấy rằng là mô tả chi tiết cái việc tác động của paracetamol thôi. Chị coi cái này là được rồi. Vì cái này nó liên quan tới cái sự chuẩn bị những cái đơn vị phân tử ở đây thì cái gì cũng không cần coi đâu ha. Rồi. Cái hình này có nghĩa là gì đây? Này có nghĩa là gì? Và nó thể hiện cái vai trò nó tác động gì chỗ này và là cái tác dụng gì đó giảm đau đúng rồi, nhưng mà cái này nó thể hiện cái tác động gì, cái hình này nó thể hiện cái tác động gì? Sai. Trời ơi, cái này mà nó chuyển qua gan là chết rồi. Acid, hydroperoxide.
em không thấy được. Được chưa? AM404 thì cái tên của nó là mẫn luôn, khỏi cần nhớ thì nhớ cũng khỏi. Thì cái chất AM404 này nó có vai trò là ức chế tái thu hồi, ức chế tái thu hồi một cái chất nó gọi là endocannabinoid. Endocannabinoid, cái chất này nó gọi là cái chất anadamid. Đây là anadamid. Thì khi mà tái thu ức chế tái thu hồi cái chất này á, thì cái chất này nó sẽ tăng cái nồng độ lên ở màng sau của synapse. Đây có thể cái chất này nè. Đây, thì nó sẽ tăng nồng độ lên ở màng sau synapse. Đấy, như vậy thì cái chất này nó sẽ cho ra một cái đáp ứng, đó là làm cho bệnh nhân cảm thấy rất là dễ chịu. Ha, và đây là cái tác động làm cho bệnh nhân cảm thấy thư giãn, thoải mái, dễ chịu khi dùng ra. Chứ không phải dẫn ra bài sốt nữa nha. Dẫn ra bài sốt là cái cơ chế hồi nãy. Còn cái cơ chế này liên quan tới chuyện khi dùng ra, bệnh nhân sẽ cảm thấy thư giãn, thoải mái, dễ chịu là thông qua cái cơ chế này. Cô nhắc lại nha. Rồi paracetamol, tiên trang, tạo thành chất paracetamol và nó cộng với acid arachidonic dưới tác dụng của cái enzyme là SAAH. Và cái enzyme này á thì thường là tìm thấy ở trung tâm thần kinh á, mình sẽ kể chỗ này là cái não nè, hiểu không? Đó, thì khi mà nó kết hợp lại với nhau á thì nó sẽ tạo thành cái chất gọi là AM404. Và cái chất AM404 này nó sẽ ức chế tái hấp thu một cái chất ở khe sau của synapse, nó không thích ra, để ra là nó không thích ra mà nó thu hồi trở lại, đúng không? Các bạn biết cái chất dẫn truyền thần kinh là thông thường là như vậy mà. Thì như vậy thì cái này nó sẽ ức chế tái hấp thu cái chất gọi là anadamid. Thì khi mà cái chất này nó ức chế tái hấp thu thì cái nồng độ nó sẽ cao, đúng không ạ? Nồng độ nó cao lên gắn vào khe sau synapse, và cái này nó cho ra cái tác động đó là làm cho bệnh nhân cảm thấy thư giãn, thoải mái, dễ chịu. Nếu các chị rảnh hơn thì lên Google search cái chất anadamid là gì thì các chị sẽ biết, nắm được không? Như vậy thì nhớ dùng cho cô là khi nè tác động theo con đường này thì con đau buộc phải chuyển thành chất AM404 nha. Rồi sau cô hỏi chỗ này nha, thì cô hỏi là để tạo ra cái cảm giác dễ chịu, thoải mái thì cái chất chuyển hóa nào sau đây đóng vai trò như vậy, tức là cô đây được chưa nè? Đó, cái này cái gì mình đã xếp mà cái nào mới mới thì mình ghi chép thêm, còn cái nào cũ sừ rồi cô nghe để nhớ lại đang thầy chỉ cũ mà. Về chỉ định trên lâm sàng á thì là mình cũng biết được là ngày gì ta ra được chỉ định là giảm cao mã số này khi chụp ảnh trên lâm sàng ta quên được hết á. Nhưng mà câu hỏi ta ra là hai người tốt hết, không có gì trả lời được. Tiếp theo là dùng bào chế, cái dạng bào chế thì cái đường dùng đó là đường dùng phổ biến nhất là đường uống. Thì đường uống nó có rất là nhiều dạng bào chế và đường uống, đúng không? Viên nè, tỏi nè, cốn sủi nè, phải không? Đó, rồi bột pha uống dịch rồi như rồi đường tiêm truyền tĩnh mạch, đó là đường tiêm truyền tĩnh mạch, đúng không nè? Dạng bột thường là bột hoặc là dung dịch hay là bột, không là dung dịch ta, dung dịch truyền tĩnh mạch thì mình thấy rằng là nói vậy thôi nha, nhưng mà thường là giảm đau phẫu phẫu gì kia á, ta cũng hay giúp ta hay truyền qua đây lắm á, nên là nó cũng có hiệu quả cao đó, chứ không phải là mình nói là ba chỉ giảm đau nhẹ đó trung bình đâu. Nhưng mà khi mà mình dùng cái đường truyền á thì hiệu quả nó cũng rất là tốt. Nên là người ta có thể là cùng cộng với phối hợp với lại một số enzyme nữa để giảm những cái cơn đau sau phẫu phẫu của bệnh nhân. Cái này nó khá là an toàn nên người ta xài cho lâm sàng rất là nhiều luôn. Rồi, còn ngoài ra thì mình biết rằng là những cái cơn đau từ nhẹ đến trung bình, ví dụ như là đau đầu nè, đau họng nè, đau răng nè, đúng không nè? Đó, phản cứng là thông thường nè, hoặc là cái bệnh về cơ xương khớp nhưng mà nhẹ thôi, đúng không nè? Cơn này mình có thể tự nghĩ cho được nè, đau từ họng. Rồi, về giới hạn liều của ta. Này, không biết nè, ở từng học cũng biết luôn nha. Rồi, thì mình nói về cái nguyên nhân lạm dụng para nha. Tại vì lạm dụng mới dẫn đến trọng tính nhiều chứ không lạm dụng thì thôi, nó làm cái gì ha? Thứ nhất đó là đây là một cái thuốc nó gần như không có chống chỉ định, gần như không có chống chỉ định luôn, đúng không nè? Từ khi mà suy gan mạng này kia thì mới biết không xài thôi, gần như không có chỉ định, không có chống chỉ định. Do đó là bệnh nhân dị ứng rồi cái em xét rối loạn đông máu
bệnh lý đường tiêu hóa. Tại vì những cái này là những cái dấu chỉ được quen xét, thuốc giảm đau phổ biến mà mình biết, đúng không? Đó, cho nên là nó vẫn được xài hết. Cái thứ hai là rất là nhiều loại giảm đau khác mà Bara có thể điều trị được, đúng không? Cái phần mặt chỉ định nó khá là lớn, đó là lý do sao nó bị đau bụng đó. Rồi, bây giờ tổng hợp thì ở đây á, cô đặt riêng cái phần chuyển hóa ra, cô nói riêng, tại vì riêng với Bara thì cái phần chuyển hóa nó rất là quan trọng, thì mình sẽ nói riêng cái phần chuyển hóa nha. Và những phần khác của cô mình cho ở đây hấp thu nhanh và được tiêu hóa, do đó khi mình uống Bara, đặc biệt là dạng sủi thì nó đạt đỉnh thì trong vòng 30 phút thôi, có nghĩa là nó rất là nhanh thôi, mình uống vô thì mình thấy được, thì mình thấy mình hạ xuống liền, đúng không nè? Chung là hiệu quả của nó cũng cao và cũng nhanh lắm. Rồi về thải trừ thì nó có thể thải trừ qua gan và thận ha, nhưng mà đối với bệnh nhân mà tổn thương gan thì chúng ta thấy là nó có thể kéo dài hơn rất là nhiều. Chuyển hóa chủ yếu qua 5 đến 15% là chuyển hóa chủ yếu qua SHIT2O1, nhưng mà một phần nhỏ nó
tiếp. Nhưng mà sao mình sẽ hỏi hạn là gì? Ví dụ như là bạn sẽ không được chuyển hóa Brexit nào sau đây. Đó, mình lại từ mình nhắc cô mình nói ra. Nghe, đọc lại nha. Chủ yếu là Brexit 2-1. Ngoài ra có thể chuyển hóa 3-1-A-2 nè, 3-4 nè, 2-A-6 nè, 2-A-6 nha. Nhưng mà cũng ít hơn, không đáng kể. Tại vì tại sao cô nói cái này? Lát nữa slide tiếp theo mình chỉ nhắc lại. Đây, cái gì nhìn vô đây? Không thấy được không? Cũng hơi nhỏ ha. Thì cái mình nó cũng hơi nhỏ. Mình cũng qua lại thấy nhiều một cái này mà. Đây, đây, đây. Cái này không có chuột, không biết làm sao để hội đâu. Cao nhất thì nó sẽ tác động vào cái vùng
khuẩn của cô sẽ khỏe đúng không? Đó, thế đó là thấy như này ha. Và sau khi mà nó tổn thương cái vùng ba xong thì nó sẽ lan ra những cái vùng xung quanh, rồi sau đó nó lại tổn thương cái thận nữa ha. Nó vào đồng thời nó tổn thương cả cái thận nữa, nó hoại tử cái ống thận do cái nắp ti nữa ha. Do cái nắp ti thì nó cũng gây ra những cái tổn thương thận nữa chứ không phải là gan đâu. Đây nè, cái slide này để cho phép mình giải thích cơ chế cụ thể tại sao tai ra sẽ gây ra hoại tử tế bào gan, đúng không nào? Đó, này, thứ nhất là bên gan nha, thứ hai là bên thận. Hồi nãy mình nói rồi đó, nó vừa tổn thương gan mà nó lại vừa tổn thương thận nữa, nó cái nắp đi á. Thứ nhất là nó sẽ gây ra hoại tử tế bào gan thông qua nó làm hư hại cái chức năng, rối loạn cái chức năng của tư thể. Đối với cái tế bào nào nó có tư thể khác đúng không? Và khi tư thể mà nó bị cái chức năng nó bị rối loạn và kéo theo những chức năng khác của tế bào nó cũng bị hư hại luôn. Rồi thứ hai là tăng tính thấm stress oxy hóa ha. Rồi rồi tiếp theo là nó sẽ tạo ra cái phagocytosis, rồi giải phóng các NO, rồi thiếu oxy ở tế bào gan là thúc đẩy các DNA. Rồi thứ ba là giải phóng các cytokine gây ra viêm, làm cho tế bào gan nó bị viêm. Cái cytokine là mình biết rồi đúng không? Từ trước giờ mình biết đây là những cái tiền chất gây ra viêm, cái gì nữa? Đó, những ba cơ chế này gây hại tử tế bào gan nha. Chứ bữa sau mình cứ nói là chung chung là paracetamol gây ra hại tử tế bào gan, nên là phải kỹ hơn. Hãy không biết là cái cơ chế theo cái nào hay không, thì cái nào còn dễ thuộc nhất thì mình nói ra, đó là liên quan tới cytokine thì mình có thể nhớ được, tại vì gây ra viêm mà viêm thì liên quan tới cytokine là mình biết đúng không? Rồi thứ hai thì nó sẽ làm cho rối loạn chức năng tiền thể, thứ ba là thúc đẩy cái tiền đây đúng không nào? Đó, từ là đồng thời nó giống như là một cái chuỗi quá trình đó anh, thường là như vậy. Rồi cái ba cái này nói chung là người ta thấy có những cái cơ chế gây ra hoặc tử tế bào gan như vậy. Rồi về thận thì cũng tương tự như vậy, nó cũng sẽ bị hóa tạo thành xít đỏ thông qua xít 2O1 và nó tạo ra nắp đi, và nắp đi nó cũng gây ra những cái hoại tử tế bào thận giống như là hoại tử tế bào gan, có nghĩa là nó cũng làm tổn thương tiên thể, nó cũng tạo ra cái cytokine gây ra viêm, nó cũng làm thúc đẩy DNA làm stress đúng không? Rồi thì người ta hỏi rằng là cái tác động nào mà trong có những cái cơ chế này nè, thì cái cơ chế nào là cơ chế chính dẫn đến hoại tử tế bào gan, thì người ta nói rằng là trong quá trình nghiên cứu người ta vẫn chưa có xác định được cái nào mà dẫn đến cái chuyện này. Nói chung là người ta cũng đang tiếp tục nghiên cứu thôi, người ta chưa có xác định được cái cơ chế nào là cơ chế chính ha. Rồi người ta nói là nếu như ta ra ở nồng độ rất cao thì có thể dẫn đến chuyển qua acid lactic và thay đổi tâm thần. Thì chỗ này người ta giải thích á, đó là có thể là do sự thiếu hụt glutathione, sự thiếu hụt glutathione ở thần kinh trung ương và rối loạn chức năng hô hấp của thi thể thì nó dẫn đến cái chuyện thay đổi tâm thần. Các bạn nha, người ta nói rằng là ở nồng độ rất cao thì nó sẽ ta ra sẽ gây ra chuyển qua acid lactic và gây ra thay đổi tâm thần. Lý do và có thể gây ra rối loạn chức năng hô hấp của tim thể. Mình biết rồi, khi mà tạo ra cái nắp ti á thì toàn bộ glutathione nó bị lấy hết mà, có đúng không? Đúng chưa? Để giải độc á. Mưa rồi đúng không? Chỗ này thì tôi chị mai ăn đi em về. Ở cái tầng cao này á, em có hơi ù. Em không biết cô nói cái gì nghe được không? Rồi mình test quen, test dỗ có không lên. Thiệt mà.
cô nè, tuần cách đây 2 tuần rồi cô bị sổ mũi với bị ho, tới giờ vẫn hơi ho nhưng mà test không lên, không biết mua cái test như thế nào nữa. Không nhiễm chủng mới. Giờ là chị nhiễm chủng mới là nhiễm chủng cũ đúng không? Nhưng mà chắc rồi rồi ai cũng sẽ bị nhiễm một lần hết, ít nhất là một lần. Rồi tiếp tục nha. Bây giờ mình nói nguyên nhân gây ngộ độc ha. Tuy nhiên là mình biết nguyên nhân chủ yếu là gì rồi. Quá liều thôi, cũng quá liều thôi. Giờ mình tuân thủ đúng nguyên tắc về liều thì nên chuyện đó chẳng có khi nào xảy ra. Mà thôi bất cứ gì cũng vậy thôi, chúng ta đúng nhất thì nó an toàn hơn. Cứ gì vậy cả trong đời sống ăn thì cũng người phải là được rồi. Đặc biệt nghe trên bệnh nhân bị suy dinh dưỡng rồi bệnh nhân nghiện rượu, có nhớ bệnh nhân nghiện rượu là do là dễ xảy ra quá liều chưa? Ai nhắc lại? Lâu lâu đi hỏi cho đỡ buồn ngủ. Bây giờ ai đi nhiên ngủ lên sẽ hỏi bài. Mời chị bạn đầu tiên. Đó, tại sao nghiện rượu lại dễ buồn ngủ ra? Đúng không nè? Đó. Rồi. Thì ở đây á, mình
sẽ có chia làm hai dạng, đó là ngộ độc cấp và ngộ độc mẹ. Ngộ độc mẹ là bệnh nhân được định nghĩa là bệnh nhân dùng thuốc trên 2 ngày liên tiếp với liều người lớn là lớn hơn 4 gram trên 24 giờ. Các bạn nha, ngộ độc mẹ là ngộ độc bệnh nhân dùng thuốc trên 2 ngày liên tiếp ở người lớn là lớn hơn 4 gram trên 24 giờ, còn trẻ em là lớn hơn 90 mg một ký trên 24 giờ. Bình thường là theo bao nhiêu? Chín cháu đều là theo quen liền cho em à, 10 đến 15 mg một ký thôi. Giờ lớn hơn 90 mg là liều ngộ độc mẹ mà dùng 2 ngày liên tiếp như vậy. Còn ngộ độc cấp là cái ngộ độc mà khi dùng cái liều một liều mà lớn hơn 150 mg một ký không bạn, được không ạ? Rồi đây, cái này á là cái liều ngộ độc của New Zealand, có nghĩa là của nước ngoài, nó không cần học cái bảng này. Cái bảng này cô đưa ra cho các bạn so sánh thôi, các bạn sẽ thấy rằng là đối với cái liều ngộ độc của nước ngoài, đây cũng một liều của mình á, người lớn của mình thì chỉ cần lớn hơn bao nhiêu, 150 là ngộ độc, nhưng mà ở New Zealand thì nó phải lớn hơn bao nhiêu, 200. Uống một liều là 200, một liều thì uống trong vòng 8 giờ nghe. Thì có nghĩa là gì? Do thể trạng của người nước ngoài to hơn mình, hai cái lượng cái thuốc nó phân bố vào trong cơ thể thì nó lớn hơn, do đó cái liều ngộ độc của nó sẽ nhiều hơn ha. Nhưng mà thôi mình nhớ của Việt Nam mình thôi nghe, 150 thôi là được rồi. Ở ngộ độc mẹ thì nhớ lớn hơn 4 gram trong 24 giờ, đối với người lớn là lớn hơn 90 mg trong 1 ký trong 24 giờ, đối với trẻ em là dùng 2 ngày liên tiếp nhau. Rồi, nãy mình có nói rồi ha. À, đó là gì? Nguyên nhân gây ngộ độc thì nó cũng liên quan đến yếu tố nguy cơ. Yếu tố nguy cơ dễ gây ngộ độc đúng không nè? Những đối tượng nguy cơ hồi nãy là những yếu tố và những nguyên nhân gây ngộ độc, hôm nay mình chuyển sang là những đối tượng nào dễ bị ngộ độc para hơn. Thứ nhất là bệnh nhân nghiện rượu, giống như là nguyên nhân hồi nãy ha, hoặc dùng rượu trong vòng 5 ngày trước đó. Thứ hai, bệnh nhân nghiện đói. A, bệnh nhân nghiện đói, bệnh nhân biếng ăn, bệnh nhân suy dinh dưỡng. Tại sao dễ ngộ độc hơn? Hồi nãy mình nói suy dinh dưỡng là thiếu nguyên liệu rồi, còn bệnh nhân nhịn đói thì sao, không giống vậy không? Không vậy đâu, có đâu, nhịn đói là chỉ không đói thôi mà. Như vậy thì người ta giải thích như sau: đối với bệnh nhân mà nhịn đói á, không thì nóng dễ sợ, cái bệnh nhân mà nhịn đói á thì cái con đường mà nó sẽ chuyển hóa glucuronic, con đường mà chuyển hóa glucuronic bị giảm đi, được không ạ? Con đường chuyển hóa qua glucuronic bị giảm đi và nó sẽ tăng cường chuyển hóa qua con đường xếp hai một, được không? Các bạn nha, khi mà bệnh nhân bị nhịn đói thì cái con đường mà liên hợp với glucuronic bị giảm đi, nhưng mà con đường chuyển hóa qua xếp hai một nó sẽ tăng lên. Đó là lý do bệnh nhân nhịn đói uống ba ra thì dễ dẫn đến ngộ độc, đúng không nè? Rồi, rồi tiếp theo, bệnh nhân dùng các thuốc cảm ứng canxi gan, những này thừa biết rồi đúng không? Cảm ứng canxi gan đặc biệt là canxi xếp 2-1 thì chuyển hóa nhiều đắt đi hơn. Rồi, tiếp theo nè, đối với bệnh nhân mà bị nghiện rượu á, hoặc là bệnh nhân dùng rượu 5 ngày trước đó thì các bạn lưu ý một điểm như sau, đó là
bệnh nhân mà bị ngộ độc para thì lát nữa mình sẽ biết nha, nó sẽ tăng cái nồng độ transamina ở gan lên. Mấy bạn có nhớ này không? Khi mà ngộ độc para thì sẽ tăng cái nồng độ transamina lên. Nhưng mà đối với lại bệnh nhân mà bị nghiện rượu hoặc là dùng rượu trước đó 5 ngày á, thì bệnh nhân đó bị tăng transamina. Bây giờ những người mà bị nghiện rượu á thì đo cái men gan thì mình sẽ thấy rằng là gì, cái men gan của cái người đó sẽ tăng hơn so với người bình thường đó. Như vậy thì khi mà một bệnh nhân mà bị nghiện rượu mà uống cái Parano thì lúc mà có thể là để đánh giá cái khả năng có bị ngộ độc hay không á, thì cái người đó được đưa đến bệnh viện để làm cái transamina. Có hiểu không? Một người bình thường với cái chỉ số transamina bình thường thì khi mà đi xét nghiệm thì người ta thấy transamina này tăng lên rồi suy ra ngộ độc para, đúng không? Nhưng mà đối với một người nghiện rượu mà ngộ độc luôn cả para thì đi làm xét nghiệm thì cái transamina nó cũng tăng từ trước do bệnh nhân bị nghiện rượu rồi, và do đó bệnh nhân đó dễ bị bỏ qua ngộ độc para, có nghĩa là không phát hiện ra là đang ngộ độc para. Hiểu ý cô nói không? Có nghĩa là người đó có, người ta sẽ nói rằng là gì, ai người đó có tăng transamina do người đó đang nghiện rượu, do người đó đang nghiện rượu chứ không phải là do ngộ độc para. Do đó người ta nói rằng người mà bị nghiện rượu hoặc là uống rượu trước đó 5 ngày thì cái chuyện tăng transamina do bị ngộ độc para dễ bị bỏ qua, không được, không phát hiện ra được. Hiểu chỗ này chưa? Đó, cho đó là đối với bệnh nhân mà bị nghiện rượu mà dùng para thì cần phải lưu ý kỹ, xét nghiệm kỹ chỗ này. Rồi thì về triệu chứng ngộ độc para thì ở đây là mình sẽ có trong vòng 15 ngày, trong vòng 15 ngày, hiểu không? Trong vòng 15 ngày người ta nói rằng là ngộ độc para chỉ có hai con đường thôi, một là sống hay chết, không có nửa nửa ương. Nghĩa là một, hồi phục khỏe mạnh bình thường, hai, tử vong, thế thôi. Đó, nên là đã không ngộ độc buồn nôn mà đã ngộ độc liên quan tới gan rồi thì nó rất là nguy hiểm. Rồi triệu chứng ngộ độc nha, ban đầu rất nhẹ nhàng, trong vòng 24 giờ sau khi mà ngộ độc para thì bệnh nhân thường không có triệu chứng, còn nếu có triệu chứng chỉ có buồn nôn và nôn thôi. Thế nhưng mà khi chúng ta thấy là bệnh nhân của mình, người nhà của mình là có triệu chứng nôn, buồn nôn thì khi mình thấy cũng nhẹ, không có vấn đề gì hết thì không có vấn đề gì đâu. Nôn nôn chắc do ăn uống này kia có vấn đề hay đang bị bệnh sốt bị mệt thôi, đúng không? Rồi sang từ hết ngày thứ nhất sang đến ngày thứ hai, ngày thứ ba bắt đầu bệnh nhân này là khó chịu, đau nhẹ sườn phải, bắt đầu liên quan tới gan rồi nè. Rồi khi mà làm cái xét nghiệm trên men gan, cái transamina thì mình sẽ thấy rằng là nó sẽ tăng cái AST và tăng cái ALT lên, ha, tăng cái AST và ALT. Thì cái mà hồi nãy mình nói là bệnh nhân bị nghiện rượu á thì nó cũng tăng cái này lên, cho đó là phải đánh giá kỹ chứ không thì nhầm lẫn là tăng transamina là do rượu chứ không phải là do ngộ độc gây mà ra, đúng nè. Rồi sau đó bệnh nhân sẽ rối loạn chức năng của đông máu, nên sẽ đo cái thông số IRR, INR có nghĩa là cái thông số liên quan đến cái chức năng đông máu của bệnh nhân. Rồi từ ngày thứ ba cho đến ngày thứ tư, nếu là bệnh nhân có một suy gan, suy gan có một vàng da rồi, là suy gan lại. Và nếu như những cái ngày này bệnh nhân không vượt qua được, bệnh nhân sẽ tử vong. Đó, cho nên nếu cái chỗ này không có một đường để tự con ăn, tôi thấy vượt qua đường, không có đường nào vượt qua. Đó,
tiền nữa. Nên là nếu mà không cùng qua được cái nhà thì sao đấy nhỉ? Không xuống được nha. Đúng không? Rồi. Về một số cái xét nghiệm khác nha, thì con thứ 6. À, rồi mình coi thử là cái rất là quan trọng mình luôn luôn thì đó là chỉ số AST, đặc biệt là chỉ số ALT. Thì tí nữa mình sẽ coi cái phác đồ xử lý ngộ độc thì người ta sẽ dựa vào cái chỉ số ALT để người ta đánh giá và sẽ cho cái thuốc giải độc vào cái thời điểm nào. Đó là chỉ số ALT nha. Rồi, sau đó người ta sẽ định tính rồi định lượng nồng độ bara ở trong máu. Lý do ta sẽ coi thử có nên tiếp tục sử dụng thuốc giải độc hay không, hay là ngưng thì ta sẽ định lượng cái nồng độ bara. Rồi. À, về chẩn đoán xác định thì coi như bệnh nhân uống para hay không, nó chỉ có một là para mà chúng ta không uống đâu mà được. Về triệu chứng lâm sàng thì mình sẽ coi từ có các giai đoạn, một là vừa buồn nôn nôn hay không, là giai đoạn mà hai rồi rồi giai đoạn ba rồi như nào đó hai bên ga vân vân, người ta sẽ coi được những cái triệu chứng hay không. Rồi sau đó người ta sẽ đo men gan, rồi sau đó người ta sẽ đo cái chức năng đông máu vân vân, và đặc biệt quan trọng đó là định lượng para. Tại vì dựa vào cái định lượng para này thì người ta sẽ xác định cái thời điểm người ta cho cái thuốc giải độc và thời điểm cũng ngưng cái thuốc giải độc. Đây về điều trị thì cái này á là cái nguyên tắc điều trị chung cho bất cứ một bệnh nhân nào bị ngộ độc thì người ta sẽ có nguyên tắc ABC, ABCD đúng không nào? Cái này thì trong cái phần đặc chất học và lâm sàng, trong cái phần dự lâm sàng thầy Khôi đã nói rồi đúng không? Biết cái này các chị có nhớ không? Ví dụ A là gì? Đảm bảo là đừng thở đúng không nè? Nếu không thở được phải đặt nội khí quản kia phải không? Đó, B là cái gì đó? Vâng vâng, cái này mình sẽ coi thêm ở trong phần của thầy Khôi, mình không có nói nữa. Rồi, nói chung là chuyện như vậy, đầu tiên phải đảm bảo hô hấp tuần hoàn trước, cứu thì cứu, giờ hô hấp tuần hoàn không có được thì thôi cứu mấy cách là gì. Rồi, thứ hai là loại bỏ chất độc, thì cái này nó rất thông qua đường tiêu hóa, do đó chúng ta có thể rửa dạ dày và dùng khăn quàng. Thì nếu mà mình coi thử là bệnh nhân đến vào lúc nào thì sẽ được rửa dạ dày đúng không, chứ không phải là ngộ độc rồi đến sau cả ngày trời rồi đem đi rửa dạ dày người ta, hay là cả ngày trời rồi đem đi dùng khăn quàng uống nước không hết trơn rồi xong vài tiếng không ngồi không hết trơn rồi. Nên đó chúng ta sẽ đánh giá chính xác thời điểm bệnh nhân bị ngộ độc, rồi sau đó chúng ta mới tính thời gian ha. Chứ còn bây giờ thời gian mà không xác định được thôi xong không có tính rõ được cái gì hết. Tại vì khi mà giải độc para thì người ta sẽ căn cứ vào cái thời gian uống thuốc ngộ độc sau bao nhiêu lâu thì người ta sẽ cho cái giải độc vô. Đó. Còn khi mà không xác định được cái thời gian ngộ độc thì người ta sẽ dùng một cái phác đồ khác, không xác định được thời gian. Rồi về giải độc đặc hiệu chúng ta gọi là antidote á, thì ở đây mình sẽ dùng cái nhờ acetylcysteine. Nghe mình quen không? Mình quen. Rồi bình thường mình dùng liều là bao nhiêu? Thường là mấy trăm? 200. 200 hả? Đúng không? Nhưng mà đối với điều mà mình của xử lý của ba là tí sinh dụng mình sinh dụng lắm á. Nè, nó sẽ nếu mà mình uống á, nó kéo dài tận 18 liều liên tục. Sinh dụng mà, cứ 18 lần uống như vậy. Rồi bây giờ tí nữa mình sẽ nói sau nha. Đầu tiên là mình sẽ nói về rửa dạ dày. Rồi rửa dạ dày thì thời điểm mà đến trong vòng giờ đầu, trong vòng giờ đầu. Còn nếu như mà bệnh nhân mà xài cái bara mà nhẹ không thích kéo dài á, không thích chậm á, thì mình có thể muộn hơn một xíu. Nhưng mà hiện nay thì bara mà nhẹ không thích chậm, không thích kéo dài thì gần như là gọi là không có được nhập khẩu thời gian nữa, do đó chỉ là dạng thuốc không tích cực thôi nha. Nên là trong vòng giờ đầu thì chúng ta sẽ mới rửa dạ dày được, và rửa dạ dày bằng dung dịch natri chloride trên 500 g dùng 3-5 lít giờ tư bơm rửa liên tục nghĩ mới thấy đáng sợ lắm. Rồi thứ hai là dùng khăn mềm, tại vì cái này nó có thể hấp thu được cái chất độc đúng không nè. Dùng 1-2 gram một ký với chị em, và 50-100 gram đối với lại người lớn. Thì
ở một số bệnh viện á, ví dụ như là bệnh viện Nhân dân 15 á, thì người ta sẽ rửa dạ dày nếu như bệnh nhân có mặt trong vòng 1 giờ sau khi uống. Thực ra điều này rất rất là cũng hơi khó đúng không, hơi khó, tại vì ví dụ như là trẻ em đi thì em nó vô tình nó uống phải, ra mình cũng không biết nó uống cái gì bao nhiêu, thì mình để thuốc vô tư chẳng hạn đúng không, rồi đến khi mà nó có triệu chứng nôn, buồn nôn và những cái triệu chứng khác mình phát hiện ra thì cũng trễ rồi, có phải không? Cho nên rất rất là khó ha. Thì người ta sẽ cho rửa dạ dày trong vòng 1 giờ, và người ta sẽ dùng với là khi mà uống với khi mà bệnh nhân uống cái liều đơn của ba hay là một hợp chất là lớn hơn 7,5 mg trong vòng 1 giờ thì bệnh nhân sẽ được tiến hành rửa dạ dày. Tuy nhiên lưu ý là bệnh nhân chỉ được rửa dạ dày trong tình trạng bệnh nhân còn đang tỉnh táo, tại vì nếu như bệnh nhân mà bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê hoặc là bệnh nhân không có được rửa dạ dày đâu nha. Rồi thứ hai là dùng khăn mẹt, thì dùng khăn mẹt là trong vòng 2 giờ, trong vòng 2 giờ sau khi ngồi ra, sau khi uống ra được chưa, trong vòng 2 giờ. Còn dạng công thức kéo dài á thì các bạn bỏ qua đi, giờ mình không có nữa ha, nên là mình hỏi nhớ để ý sau đi nha. Đó, mình chỉ nhớ là trong vòng 2 giờ thôi. Kéo dài là không thích cái gì. Rồi nếu như mà hồi nãy mình nói á, là mình chỉ rửa dạ dày, rồi trong trường hợp là bệnh nhân hoặc là dùng khăn mềm trong tình trạng mà bệnh nhân tỉnh táo đúng không, nhưng mà trong trường hợp mà bệnh nhân không có tỉnh táo thì mình có rửa được không? Thì lúc này thông thường người ta nói rằng là người ta sẽ đặt nội khí quản để bảo vệ đường thở cho bệnh nhân, thì người ta sẽ đặt nội khí quản trước chứ không phải lúc mình về không phải rửa, trong khi đó là một cái thời điểm vàng đúng không, nó phát hiện ra trong vòng 1 giờ hay giờ đó là thời điểm vàng để giảm chất độc vô vào đó, thì người ta có thể đặt nội khí quản luôn, rồi sau đó người ta sẽ tiến hành rửa dạ dày hoặc là người ta sẽ tiến hành cho dùng hơn bạc ha. Rồi rồi một cái nữa như thế này nè, các bạn biết rằng á, chúng ta sẽ giải độc bana cho bệnh nhân bằng cái gờ acetylcysteine đúng không, rồi sau đó chúng ta sẽ cho khăn mặt vô đúng không, đúng không? Như vậy hai cái này có khả năng nó dùng cùng lúc, tiền cho khăn mặt mình cũng phải cho cái nào acetylcysteine vô nữa đúng không. Như vậy thì người ta nói rằng là mặc dù có một phần khăn mặt sẽ hấp thụ cái gờ acetylcysteine, thậm chí họ nói rằng là có khi giảm đến đến 30% luôn á, đến 30% luôn. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên tăng liều n-acetylcysteine hay không để bù đắp lại cái lượng n-acetylcysteine đã bị hấp thu ở trong màng đó, nhưng mà không nhiều nghiên cứu cho nên thấy rằng là gì, không cần phải tăng liều n-acetylcysteine lên, không cần phải 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 tăng liều lên, và người ta nói rằng cũng không cần phải đợi khăn mặt đi ra khỏi dạ dày rồi mới cho n-acetylcysteine vô, mà chúng ta cứ cho khăn mặt vô rồi sau đó chúng ta mới cho n-acetylcysteine vô, nó vẫn có hiệu quả. Tự nhiên là đó, đây một số trường hợp mọi người có một số người thắc mắc là người cho khăn mặt người cho n-acetylcysteine vô thì nó tương tác hấp thụ thì sao đó, trả lời câu đó rồi nha. Rồi còn trong trường hợp mà bệnh nhân ngộ độc nhiều loại thuốc thì có thể là mình vô tình uống nhầm nhiều loại thuốc, vừa ba ra vừa các một một số loại thuốc khác nữa, như vậy thì lúc này người ta khuyến cáo rằng là chúng ta có thể uống uống xen kẽ khăn mặt và n-acetylcysteine cách nhau khoảng 1 đến 2 giờ thì vẫn được, tại vì lúc này người ta sợ rằng là khăn kẽ bị hấp thụ lên cái n-acetylcysteine nhiều quá thì nó sẽ không hấp thụ được những cái chất độc khác, hiểu không? Do đó nên nó chỉ uống cách nhau ra trong trường hợp mà bệnh nhân bị ngộ độc rất là nhiều loại chất độc khác nhau, còn nếu như bị ngộ độc mỗi một mình ba ngày thì cứ uống chung cũng không sao hết, được chưa? Được nha. Rồi rồi bây giờ là người ta nói là cách giải
hiệu bằng ba giải độc đặc hiệu paracetamol bằng nitazoxanid nè. Rồi nãy giờ cô nói đây, cô đang nói là ngộ độc cấp nha. Còn nãy giờ mình nói là toàn là giải độc ngộ độc cấp chứ không có nói mẹ nha, mình ngộ độc cấp trước. Đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là liều độc lớn hơn 150mg ký một liều uống trong 1 tháng giọt. Đó nha. Đó, chứ còn ngộ độc mẹ thì lát nữa mình sẽ có cái cấp độ riêng. Rồi đây, cái chỗ này mình nghe á, mình sẽ cảm thấy khó hiểu. Tại vì mình không biết cái biểu đồ cung cấp mắt theo là cái biểu đồ gì. Thì bây giờ các chị cứ ghi nhận chỗ này đi, thì lát nữa qua cái biểu đồ cung cấp mắt theo cô sẽ chiếu lại thì các chị sẽ hiểu rõ hơn cái chỗ này. Đây à, biểu đồ cung cấp theo người ta nói này, trường hợp ngộ độc para cấp thì đối chiếu nồng độ para trong máu tại thời điểm 4 giờ lên đồ thị cung cấp mắt theo ở ngưỡng điều trị. Đó nè, đó, nhớ dùng phố thứ nhất. Này, trong phố thứ nhất nha, 4 giờ, chứ không 4 giờ trước. Thứ hai, ngưỡng điều trị 2 từ 8 từ nhớ trước. Lát nữa mình chiếu qua đồ thị cung cấp mắt theo mình nhớ ngay đi đó. Rồi, như vậy thì đối với cái câu đầu tiên này thì chúng ta phải biết được nồng độ para trong máu là bao nhiêu. Được chưa? Như vậy thì cái đầu tiên này phải định lượng được nồng độ para trong máu. Nếu như cái này không định lượng được thì chúng ta không có chiến lược. Được chưa nào? Rồi, thứ hai, bệnh nhân nghi ngờ uống một liều cấp. Tại vì cái câu trên này là ngộ độc acetaminophen cấp, có nghĩa là trên này đã xác định được bệnh nhân đã uống một liều lớn hơn 150mg một tí rồi. Được không ạ? Cái câu trên đã khẳng định được rồi. Còn câu dưới là trong trường hợp mà nghi ngờ thôi, thì không muốn biết là uống có lớn hay không, nghi ngờ và không định lượng được không định lượng được paracetamol uống uống sau quá 8 giờ thì lúc này chúng ta sẽ giải độc bằng nitazoxanid. Thì chúng ta đâu có biết được là bao nhiêu đâu, bây giờ không giải độc sống được, đúng không nè? Đó, như vậy hai trường hợp là phải dùng nitazoxanid để giải độc rồi nha. Một là đối chiếu trên cái đồ thị cung cấp mắt theo thì tại thời điểm 4 giờ thì lớn hơn ngưỡng điều trị. Hai là sau khi uống một liều nghi ngờ lớn hơn 150mg một tí nhưng không định lượng được cái nồng độ paracetamol sau khi uống 3-8 giờ. Thứ ba, bệnh nhân không rõ thời gian uống và nồng độ paracetamol trong máu lớn hơn 10 microgram/ml. Có nghĩa là gì? Cái trường hợp này bệnh nhân không biết uống mấy giờ, không xác định được thời gian nhưng mà có định lượng được nồng độ paracetamol rất là cao. Ha, như vậy thì đây là các trường hợp phải dùng nitazoxanid để giải độc chứ không phải là cứ ngộ độc para là cứ cho nitazoxanid vô đâu. Ha, có được một số trường hợp hay gọi là trường hợp chỉ định xài antidote trong cái trường hợp nào. Thứ tư là bệnh nhân uống para nhưng mà đã xảy ra các tổn thương trên gan có bất cứ mức độ nào, kể cả nhẹ cũng phải xài thuốc giải độc luôn. Rồi, và trường hợp cuối cùng là bệnh nhân đến bệnh viện mổ sau một ngày bệnh nhân mới đến và có tổn thương gan và có uống para quá nhiều điều trị. Có nghĩa là trường hợp cuối cùng này có là trường hợp bệnh nhân đến bệnh viện trẻ đó ha. Rồi, thì cái này á thì cũng liên quan đến cái quá trình chuyển hóa para thành cái dạng natri gây ra độc tính và thôi ha. Và cái và sự chuyển hóa para rồi trong giống như là những cái nãy giờ cô nói. Đồng thời cái này nó liên quan tới cái sự cung cấp cái nguồn nguyên liệu để tạo nên cái glutathione của nitazoxanid. Rồi các chị nhìn thấy không? Đây, thì mình biết rằng là cái nitazoxanid thì nó sẽ cung cấp L-cysteine đúng không? L-cysteine rồi nó sẽ cộng với lại cái glutamate, ha,
glycine. Được không này, có thấy được không? Đó là nó sẽ tạo nên cái glutathione dạng thử, rồi nó kết cộng với lại cái natri dạng oxy hóa để trung hòa. Các bạn nha, rồi cái acetylcysteine được cho vô với nhiệm vụ là cung cấp nguyên liệu để tạo nên cái chất giải độc là glutathione cho gan. Cysteine này, cysteine, rồi sau đó cộng với là glutamate. Đây, glutamate nó tạo thành cái chất, và cái chất đó nó cộng với là glycine thì tạo thành glutathione. Như vậy thì glutathione gồm có ba nguyên liệu, một là cysteine, hai glutamate và ba là glycine. Trong đó, cysteine được cung cấp bởi acetylcysteine. Cho nên là mình mới giải độc được. Còn trong cơ thể mình ăn uống thì nó sẽ tạo ra đủ nguyên liệu để tạo ra cái glutathione thôi. Nhưng mà trong trường hợp ngộ độc thì nó không có cái này. Nên là mình sẽ cung cấp thêm cái glutathione cho cơ thể để giải độc cái nắp kỳ. Rồi, như cái hình phía trên này, thấy không? Đó, glutathione, acetylcysteine tạo thành glutathione. Glutathione thì nó sẽ kết hợp với cái chất nắp kỳ để tạo thành cái chất giải độc. Bệnh nhân sẽ được tiêm cái metoclopramide 10mg
tối đa là 1 mg một ký ha, tối đa là 1 mg một ký. Thì khi ghi cái này xong rồi bệnh nhân vẫn không uống xong mà tiêm rồi đỡ tiêm nhắc lại tối đa là 1 mg một ký rồi. Nếu như mà không đỡ nữa thì bắt đầu là người ta có thể phối hợp thêm dimethylrinat ha, dimethylpyrimidine. Thì khi mà dùng cái dimethylpyrimidine để bổ trợ thêm với lại cái metoclopramide đó, còn nếu như mà bệnh nhân vẫn nôn nữa thì người ta sẽ dùng thêm những cái thuốc mạnh hơn, ví dụ như là các thuốc tác động như là ondansetron hay là cái dromedarone. Thì khi mà dùng những cái thuốc này rồi á mà bệnh nhân vẫn nôn nữa thì bệnh nhân sẽ thông thường người ta sẽ nói là đọc một cái ống sông vào trong dạ dày, rồi sau đó người ta dùng cái biện pháp là nhỏ giọt trực tiếp cái NaCl trong dạ dày luôn đó, bước đó luôn á. Và nếu như không được nữa nhưng vẫn nôn thì bệnh nhân sẽ được chuyển sang cái dạng tiêm. Và chúng tôi nghĩ là người ta làm mọi cách để người ta không phải tiêm, lý do tiêm là dẫn trẻ cái là sắp tập đây đó, và không phải cơ sở nào cũng tiêm được nên người ta ưu tiên cái đường uống trước nha. Rồi thì như vậy thì chúng ta sẽ dùng đường uống trong vòng 72 giờ, cứ 3 ngày liên tục uống như vậy, và cứ mỗi lần uống là cách nhau 4 tiếng, 4 tiếng uống một lần. Rồi cái thứ hai là quy trình dùng cái N-acetylcysteine dạng truyền tĩnh mạch thì chúng ta dùng liên tục trong vòng 20 giờ. Đầu tiên là ta dùng cái liều nạp là dùng liều 150 mg một ký, thì đúng đi cái liều ngộ độc của Bara là 150 luôn á, thấy không nào? Rồi thì chúng ta sẽ dùng liều nạp là 150 mg một ký, và người ta sẽ pha trong 200 ml glucô 5%, người ta truyền trong vòng 30 phút. Ra nhiều hơn thì có thể truyền trong 1 tiếng lận, ta truyền chậm thôi thì nhanh quá dễ dẫn đến nguy cơ sốc đó ha. Rồi sau đó là người ta sẽ dùng các liều tiếp theo, liều tiếp theo đúng cái quy trình này ha, trong sau 4 từ trong 4 giờ rồi trong 16 giờ không qua thì đến khi nào mà hết cái liều thì thôi. Cái quy trình người ta xử lý á là có nghĩa là dùng hết liều thì thôi, hoặc là đến khi nào mà người ta sau khi hết liều hoặc là trong quá trình làm và uống như vậy, người ta sẽ định lượng lại cái nồng độ của Bara. Nếu như Bara mà dưới cái ngưỡng điều trị, dưới ngưỡng của chỉ thị có cái ngưỡng điều trị là cũng nhiều nha, thì bệnh nhân sẽ được ngưng N-acetylcysteine. Rồi đây nói nè, khi mà dùng cái N-acetylcysteine á, nếu như mà mình dùng cái đường uống á thì dễ gây ra nôn, buồn nôn thôi đúng không? Mình đã nói rồi. Cái thứ hai là dùng đường tĩnh mạch thì nguy cơ gây sốc phản vệ nè, rất là sợ cái này. Nên đây là người ta cố gắng là dùng đường uống nó sẽ an toàn hơn đó. Rồi nha. Và người ta là nghiên cứu đã thấy rằng Bara chỉ dùng tốt nhất trong vòng 12 giờ, bác sĩ 8 giờ. Một số tài liệu thì người ta để biết là 12 giờ. Ha, nó có cập cái độc chất của lâm sàng có thấy là phải đến 12 giờ, nhưng mà người ta nói rằng là tốt nhất thì trong vòng 8 giờ. Rồi thì giờ cô đưa ra một cái quy trình xử lý ngộ độc Bara tổng hợp lại những ý mà mình nói hồi nãy giờ nha. Rồi đây là quy trình xử lý khi biết thời gian ngộ độc, được chưa? Tại vì có những trường hợp hồi nãy cô nói rồi đó, việc chỉ định N-acetylcysteine gồm có những trường hợp sau. Thứ nhất là bệnh nhân ngộ độc cấp với liều lớn hơn 150 mg một ký, đó là định lượng được Bara đúng không? Trường hợp thứ hai là chúng ta nghi ngờ là lớn hơn 150 mg một ký, nhưng chúng ta không biết được, không định lượng được Bara, nhưng mà sau khi uống lớn hơn 8 giờ, vân vân, thì những cái trường hợp như vậy có nghĩa là chúng ta biết được thời gian uống Bara cho đến thời điểm hiện tại đi bệnh viện là bao nhiêu giờ, thì chúng ta mới áp cái sơ đồ này lên, nhớ nghe. Còn nếu như bệnh nhân có vô mà nói rằng không biết uống Bara bao nhiêu lâu rồi thì chúng ta không áp cái này lên. Rồi
giờ đổ lại bệnh nhân có thể sử dụng sang hoàng. Em đã đầu giờ rồi đúng không nè? Rồi nếu như bệnh nhân mà ngộ độc dưới 8 giờ, dưới 8 giờ nha, thì bệnh nhân sẽ được khi mà vô bệnh viện thì bệnh nhân sẽ được làm xét nghiệm para. Thì thông thường người ta nói là xét nghiệm para có thể là tại cái thời điểm vừa vô bệnh viện hoặc là tại thời điểm 4 giờ sau uống cũng được. Hai trường hợp đó, nhưng mà cái vừa vô viện người ta làm xét nghiệm para hoặc là sau 4 giờ uống người ta làm para. Thì thường là ổn định là sau 4 giờ đó. Ha. Thì lúc này người ta sẽ coi thử là cái nồng độ para ở trong máu đó nó trên đường điều trị hay dưới đường điều trị. Đường điều trị là cái gì thì slide tiếp theo con sẽ chỉ. Cứ ghi nhận chỗ này nha. Hãy cô nói là cái đường điều trị của biểu đồ không bắt mắt theo á, ha, lấy chỉ đi đó. Hoặc là các chị cũng học họ mua thật là họ lên xe rồi các chị cần nước qua hay đó. Nếu như mà cái nồng độ para này dưới ngưỡng điều trị thì chúng ta không cần phải chỉ làm gì hết thôi, bỏ qua không sao đâu. Rồi nếu như sau khi mà xét nghiệm cái nồng độ para trong máu mà nó trên cái ngưỡng điều trị thì lúc này chúng ta bắt buộc phải xài đường acetylcysteine. Và nếu như dùng đường uống thì chúng ta dùng đúng 18 liều. Dùng đường tiêm thì chúng ta dùng 4 liều trong vòng 2 giờ. Rồi, sau đó chúng ta không cần điều trị gì thêm, không cần xét nghiệm gì thêm, dừng lại đây. Để chúng có làm đi chăng nữa thì cũng không hiểu gì. Có cho uống thêm đi nữa cũng không hiểu gì. Được không ạ? À? Tới đây rồi dừng lại giờ, 1 tử vong, 2 sống. Rồi nha, rồi chúng ta nha. Nếu thì là biết cách rồi, đâu có cách nào nữa đâu ha. Rồi tiếp theo là nếu như bệnh nhân ngộ độc quá 8 giờ, không ngờ người ta nói quá 8 giờ, nhưng mà dưới 24 giờ. Đúng không ạ? À? Trên 8 giờ thông thường là dưới 24 giờ á. Thì lúc này nha, lúc này vô cái phải dùng acetylcysteine trước. Dùng acetylcysteine trước. Cái thời gian nó đã lâu rồi, người ta sợ ảnh hưởng đến cái chức năng gan rồi, do đó mình cứ dùng loại acetylcysteine trước đi. Rồi sau đó mới làm cái xét nghiệm para và định lượng cái transamina của gan. Thì transamina của gan ở đây người ta nhấn mạnh vào cái ALT. Thôi các bạn nói chuyện nhỏ thôi nha. Rồi nếu như mà xét nghiệm para mà cái para này nó trên đường điều trị thì lúc này chúng ta cứ tiếp tục dùng N-acetylcysteine. Được chưa nào? Cứ tiếp tục dùng N-acetylcysteine. Rồi sau đó chúng ta lại đo cái nồng độ ALT khi kết thúc N-acetylcysteine. Tại vì chúng ta nói là chúng ta dùng 18 liều mà, thì chúng ta kết thúc 18 liều. Sau đó chúng ta đo lại cái ALT. Nếu như ALT mà bình thường thì ngồi ngưng, không dùng đêm nữa. Còn nếu như sau khi đo ALT và kết thúc 18 liều NAC mà bệnh nhân thì có ALT vẫn còn cao, có nghĩa là cái tổn thương gan nó vẫn còn á, thì lúc này tiếp tục dùng acetylcysteine tiếp tục quay lại đầu. Được chưa nào? Rồi tiếp tục nha. Rồi ở trên này khi mà xét nghiệm para và ALT thì nếu như bệnh nhân này dưới có cái nồng độ para trong máu dưới đường điều trị hoặc là bệnh nhân uống này mình đo cái thời gian tới khi mình dùng para và mình xét nghiệm lại á, tính tới thời điểm này là bệnh nhân đã lớn hơn 24 giờ rồi, thì lúc này chúng ta sẽ đo cái ALT cho bệnh nhân và kiểm tra cái ALT. Nếu như mà cái ALT vẫn còn cao, có nghĩa là mặc dù para ở dưới ngưỡng điều trị rồi nhưng mà ALT vẫn còn cao thì chúng ta vẫn phải uống NAC cho bệnh nhân uống NAC. Rồi nếu như ALT bình thường rồi ngon lành rồi, para cũng dưới ngưỡng điều trị, ALT cũng dưới ngưỡng điều trị, thôi nhưng lại thôi chứ làm gì nữa, hiểu chưa? Đó, chương trình như này nha. Rồi cái thắc mắc của chúng ta là đường điều trị là gì? Hãy chúng ta nhắc rất là nhiều lần phải không? Rồi qua bên đây nhìn đường điều trị nha. Cái này nó gọi là đồ thị của mắt mắt theo và các chị đã học rồi, cô xin được nhắc lại để mình nhớ thôi. Đó là cái đường biểu diễn nồng độ para ở trong máu theo thời gian sau khi dùng cái para, sau khi dùng quá liều para. Nè, trục trung là nồng độ para ở trong máu, trục phần
giờ ở cái ngưỡng điều trị thì chúng ta sẽ dùng gabapentin. Có phải không? Cho nên nó là cái lý do hồi nãy mình nói rằng là thông thường người ta sẽ định lượng gaba tại thời điểm 4 giờ sau khi uống, đúng chưa? Tại vì cái đường này nó bắt đầu từ 4 giờ. Thank you.
thiếu trên đồ thị cũng chờ. Nhớ nha, đó, ở trẻ em mặc dù mình định lượng ở thời điểm 2 giờ nhưng mà khi đối chiếu lên cái đồ thị cũng bắt mắt theo, chúng ta phải đối chiếu ở cái đường thời gian là 4 giờ. Rồi, nó hơi khác biệt rồi đó xíu là chỉ quy ước quy định. Người ta đi tuốt người ta thấy như vậy là được, cũng vậy là đúng. Chúng ta sẽ áp dụng theo thôi. Thì bản thân cái đồ thị luôn bắt mắt theo là cái đồ thị thực nghiệm, thôi người ta cứ xây dựng đi. Rồi, tiếp tục nghe. Nếu như bệnh nhân phải đến viện từ 8 đến 5 4 giờ thì cái quy trình hồi nãy thôi mình đã biết rồi đúng không? Bệnh nhân sẽ được xài gì trước luôn. Đó, MRI trên CT trước luôn. Rồi sau đó mới đồng định lượng para hay AT là T thực ra dùng định lượng cái AT nhưng mà tiêu chí để đánh giá dùng MRI trên CT nữa hay không thì chỉ có dựa vào cái ALT thôi. Nhớ nghe, rồi sau tôi sẽ hỏi cái chỗ này đó. À, tôi biết chữ ALT chút xíu. Rồi, còn mấy cái này thì hồi nãy mình đã nói rồi đúng không nè? Para dưới ngưỡng ALT cũng bình thường thì ngưng thôi, có lý do gì để tiếp tục. Còn nếu như mà trên ngưỡng thì vẫn phải xài NAC hoặc là ALT trên ngưỡng thì cũng phải dùng NAC tiếp tục thôi. Chỉ cần một trong hai bị vấn đề thì phải tiếp tục xài chứ không được ngưng. Đó, như hồi nãy mình thấy cái sơ đồ thì mình luôn là mình nói thôi. Rồi, nếu như bệnh nhân đến viện sau 24 giờ thì sao? Như vậy chúng ta có 3 mốc thời gian nha. Một là dưới 8 giờ, 2 là từ 8 đến 24 giờ, 3 là hơn 24 giờ. Hồi nãy con nói cái sơ đồ kia thì thường là 8 giờ nhưng mà phải dưới 24 giờ, có nhớ không? Đó, còn bây giờ là trên 24 giờ chúng ta sẽ làm gì? Chắc chắn là phải dùng NAC nữa. Khi nào chúng ta không biết rõ hoặc là thời gian nó vắng dài thì chúng ta phải ưu tiên NAC trước, tại vì đâu có biết là nó tổn thương gan như thế nào đâu. Rồi sau đó chúng ta xét nghiệm para, chúng ta phải làm thêm nhiều thứ nữa, lý do tại vì nó vắng trẻ rồi chúng ta không có xác định được cái tổn thương như thế nào, cho nên chúng ta phải đánh giá cái tổng quát để chúng ta xem xét rằng là có sự tổn thương lên thận hay không, tổn thương thì đến máu hay không, vân vân giá. Rồi, nếu như nồng độ para không phát hiện ra được thì chúng ta ngưng, và ALT bình thường thì đã xóa lại cái hai tiêu chí này thì chúng ta ngưng. Còn nếu như mà một trong hai cái này có vấn đề thì chúng ta tiếp tục. Cái này giống như là từ 8 đến 24 giờ, tuy nhiên chúng ta phải đánh giá nhiều yếu tố thông số và liên quan nữa để chúng ta quát ha. Rồi, chỗ này được chưa ha? Cái này á là cái sơ đồ điều trị ngộ độc và para cấp của New Zealand, mình đưa vô trong các kỹ năng khảo thêm so sánh thôi chứ không có yêu cầu đăng ký học cái này. Đi vô các kỹ năng của Bộ Y tế là được rồi nha, mình qua cái này nha, tại vì nói nhiều quá các chị sẽ bị rối. Rồi, hồi nãy mình định nghĩa là ngộ độc mạng para chưa? Rồi, như vậy là uống 2 ngày liên tiếp với người lớn, người lớn hơn ha 4 gram trong vòng 24 giờ, và trẻ em là lớn hơn 90 gram, xin lỗi 90 miligam một ký trong 24 giờ, uống 2 ngày ít nhất là 2 ngày liên tiếp, được chưa? Thì người ta xác định đó là ngộ độc mẹ. Thì như vậy thì người ta nói là uống quá liều, uống liều nhắc lại nhiều lần, thì người ta thử nếu như mà không có cái chuyện này thì không cần điều trị gì cả. Còn nếu như mà có thì mình sẽ coi thử là bệnh nhân xét nghiệm para và ALT, nói chung là tuân theo cái quy trình giống như là uống para trẻ đó, uống para trẻ đó, thì lúc này không có đến bệnh viện trẻ đúng không ạ? Thì người ta cũng xét nghiệm đồng thời cái para và cái ALT để đánh giá cái tổn thương chức năng gan. Nếu như mà cái ALT bình thường và para là dưới thấp, có nghĩa là dưới 20 mg một lít thì lúc này không cần điều chỉnh gì thêm. Thì nếu như mà para mà lớn hơn thì là cái nồng độ para nó lên cao nè, và ALT hoặc là ALT cao chỉ còn 1 trong 2 tiêu chí thôi, như vậy thì người ta phải dùng cái NAC. Như vậy thì cái ngưỡng para được xác định bình thường ở trong máu là 20 miligam trên lít, các bạn nhớ cái con số này nha. Người ta thì dùng một cái ngưỡng 20 miligam trên lít. Bạn nhớ cái một số cái
dưỡng đặc biệt á, ví dụ như là uống bắp bắp theo là 150mg trên lít 4 giờ. Đúng không? Bắt đầu cái cái gió là 150mg trên lít 4 giờ. Rồi cái nồng độ mà ngộ độc bara cũng là 150mg một ký. Đúng chưa? Con số 150 nó xuất hiện hơi nhiều lần rồi. Rồi. Rồi sau đó chúng ta lại xét nghiệm bara và ALT sau 8 giờ nữa. Và nếu như mà ALT bình thường hoặc là ổn định thì chúng ta không cần điều trị thêm. Còn nếu như ALT có bất thường thì chúng ta lại tiếp tục bài NAC và tiếp tục theo dõi sau mỗi 12 tiếng. Được chưa nào? Rồi nha. Đây, thì ngộ độc khỏe thì người ta sẽ coi truyền NAC rồi định lượng đó, mình coi là nồng độ para dưới 20, cái ngưỡng này là ngưỡng bình thường đúng không nè. Rồi nếu bình thường thì không cần điều trị gì thêm, nếu như mà lớn hơn ALT tăng thì lại tiếp tục dùng cái NAC. Rồi thì cái này hồi nãy giờ mình nói là trong cái sơ đồ của tôi đã nói rồi nha. Rồi cái các xử trí này là của New Zealand, mình đưa ra mình so sánh cho các chị không nha. Rồi, bây giờ mình chuyển sang ngồi ăn cơm nha. Cái này nhớ quên hết rồi. Còn hổ em chẳng có tá hay sao đâu. Em thấy không biết đâu. Không có phần nữa. Mình về trễ rồi. Bắt xe buýt nữa. Một trong số những cái cách mà người ta xác định cái test nồng độ cồn của những người tham gia giao thông á là người ta sẽ test bằng cái gì? Hơi thở. Thì tại sao mình test được bằng hơi thở vậy? Mày hơi cồn. Mày hơi á hả? Gì trời? Quy tắc của nó là cái gì? Nó đào thải hai qua phổi nha, nó đào thải qua phổi từ đường hô hấp nó đi ra ngoài. Yeah. Rồi một số người thì bị uống rượu, uống rượu quá thôi, nó qua uống rượu á, nó bài tiết qua hồ môn. Yeah. Rồi giờ mình nói về ăn cơm ha. Chúng ta thấy rằng là ăn cơm á thì người ta hay nói đến là dinner, nhưng mà trong một số trường hợp á là người ta trộn cây methanol. Methanol thì ngộ độc nặng nề hơn rất nhiều, còn tử vong nhẹ hơn thì ngu ngắt ngu vong đó. Thì cái methanol có thể xuất hiện nhưng mà trong quá trình cung cấp thì có thể xuất hiện một cái lượng nhỏ, còn một số trường hợp thì xuất hiện một cái lượng lớn, đó là một cái vô tình thôi. Còn một số người thì trộn thêm vô, nói chung là giá thành thì nó rẻ hơn, nó tạo cái mùi thơm này kia, nói chung là cũng nhiều nguyên nhân, mình lợi dụng người gan ha. Thì thông thường ngộ độc có thể tổn và tử vong thường là do cái methanol thì dễ gây tử vong, còn cái chuyện mà tử vong và ngộ độc là do ethanol thì nó sẽ ít hơn rất là nhiều. Thường là gia tăng vào cái dịp Tết nhất ha. Rồi nguyên nhân thì mình tự biết rồi nha. Đó, nó không dễ gì mà mà bị đúng không? Rồi, đầu tiên là mình sẽ nói về ngộ độc ethanol. Rồi sau đó mình sẽ nói về ngộ độc ethanol và ethylene glycol ha. Thứ nhất, đó là việc hấp thu. Thì nó hấp thu rất nhanh qua đường tiêu hóa. Thì thông thường á, mình biết là các chất đường nó hấp thu ở ruột non. Tuy nhiên, đối với lại cái ethanol thì nó hấp thu ở dạ dày cũng được 20% á. Cho nên nếu như cái rượu đó mà nó nằm ở dạ dày lâu thì nó cũng sẽ tăng cái việc hấp thu này. À, một số yếu tố làm tăng hấp thu nè. Thứ nhất nó là tăng tốc độ làm rỗng dạ dày, có nghĩa là ethanol này được đẩy nhanh xuống ruột thì làm tăng cái độ hấp thu lên. Thứ hai là không uống thuốc, không
với lại thức ăn. Có nghĩa là một số người nhậu mà chỉ có uống không mà không ăn á, thì cái việc hấp thu sẽ là hấp thu được nó nhiều hơn rất là nhiều á. Nào, cho nên có nhậu gì thì cũng phải ăn vô, đặc biệt là ăn đồ ăn mà có chứa đường á, ăn tinh bột á, thì nó sẽ giảm cái việc hấp thu xuống ha. Rồi như là mình muốn kiểm say hơn á thì cố gắng ăn xíu. Rồi thứ hai, tiếp theo nữa là cái nồng độ ethanol thấp. Chùa không ạ? Trong lớp mình còn học cái bài tiết chùa không?
hóa chất cây ethanol, rồi chất cây thuốc ngủ vô. Sau đó ông dùng nó để hai cái này thì nó sẽ tăng cường cái khả năng nó bị chế như như quân á. Thì chắc nên mình đổi cái khác rồi. Thì thì tác động giảm đau của ba thôi đúng không? Sau khi tích acetic vô rồi sau đó chuyển tích ba nữa vậy. Rồi bây giờ mình qua cái tác động và ức chế nhân trung ương của cái angon nha. Nè, đầu tiên á là cái chất dẫn truyền thần kinh là cái nó sẽ gắn vô trong đây. Khi mà nó gắn vô vậy thì nó sẽ mở cái kênh này là kênh clo. Và clo đi từ bên ngoài vào bên trong màng tế bào. Ha, bên ngoài bên ngoài thì càng dương, có phải không? Rồi khi mà có sự có mặt của axon thì cái clo này nó càng mở ra, có nghĩa là càng kích thích mở clo ra nữa, thì cái clo này nó càng vô trong bên chỗ trong tế bào. Như vậy thì bên trong thì càng âm, bên ngoài càng dương, nó càng quá không tương màng. Khi mà càng quá không tương màng như vậy thì càng dễ bị kích thích hay là càng ít bị kích thích? Ít dần. Thế các chị nghĩ sao? Ức chế. Nó gọi là ức chế rồi mà. Càng khó bị kích thích, hiểu không? Khi mà các chị muốn có một cái đáp ứng kích thích thì sao? Nó phải đảo ngược lại. Bên ngoài âm, trong dương, nó đảo chiều lại. Nó gọi là khử cực mang. Có nắm được không? Còn bây giờ bên ngoài dương thật là dương, bên trong âm thật là âm, cái sự chênh lệch nó rất là lớn. Khi mà không có cái sự chênh lệch rất là lớn thì cần một kích thích rất lớn mới cho ra đáp ứng, có đúng không? Như vậy thì càng bị ức chế, đúng chưa nè? Đó, như vậy thì cái angon này nó mang tính chất là ức chế như vậy nha. Rồi tiếp theo nữa, mình biết là loại nó cũ đủ á thì thứ nhất là không có ăn trên ngoài nhà, đúng không? Thì sẽ bị hạ đường huyết nè. Rồi bản thân cái ethanol này cũng gây ra hạ đường huyết nữa. Đó, nên mấy ông mà nhậu rượu á mà tụt đường huyết dữ lắm á. Mà cũng nên nhiều người kêu chúng chó này kêu té xỉu này kia á, nhưng một phần là một coi làm sao cũng bị hạ đường huyết á. Mà hạ đường huyết cũng gây ra nhiều điều cũng không nguy hiểm ha. Cho nên coi cái cơ chế gây ra hạ đường huyết khi mà uống cái ethanol nè. Rồi mình biết lần này mấy các chị nhìn rõ hơn nữa thì nó bằng tiếng Anh á, nên các chị lưu ý xíu cô nghe. Rồi khi mà đáp ứng với hạ đường huyết ở cái trạng thái mà không có ethanol, còn ở đây là đáp ứng khi có ethanol, thì một các bạn biết rồi, khi mà chúng ta cái đường cái cơ thể bị thiếu glucose thì lập tức cơ thể sẽ làm gì? Tiết ra glucagon để đẩy glucose lên. Như vậy thì tiết ra glucagon thông qua cơ chế gì ha? Ai biết được? Khi mà tăng, tôi xin lỗi, khi mà muốn tăng nồng độ glucose lên thì nó sẽ thông qua những cơ chế gì? Nếu muốn tăng nồng độ glucose lên thì thông qua cơ chế gì? Bây giờ mình nè, mình ngồi tới 4 giờ chiều rồi nè, mình đã đói nè. Rồi sao mà tăng đường huyết lên? Ăn bây giờ không ăn, cơ thể tự điều hòa. Không ăn không uống gì đó, thấy trong tế bào ra. Giờ cơ thể sẽ tự bảo vệ cơ thể, không thể nào để đường huyết nó tụt xuống được, não nó sẽ bị thiếu. Vậy thì cơ thể sẽ có những cơ chế nào để nâng cái đường huyết lên? Chết rồi, còn mình huyết đáng có đường bay quên hết rồi. Nó sẽ tiết cái gì ra? Tiết insulin ra đúng không? Tiết glucagon. Và glucagon làm gì? Biết là glucagon tăng đường huyết. Nhưng phải tăng đường huyết bằng cách nào? Glucagon sẽ làm gì nha? Chúng ta dự trữ đường ở đâu? Ở đây dưới dạng gì? Đúng rồi, tôi yêu con em. Như vậy thì glucagon nó sẽ làm cái gì? Thủy giải glucose thành glucose tăng đường lên. Cơ
homeogenesis, có nghĩa là quá trình tạo đường tại gan từ các nguồn nguyên liệu khác. Chị nghe cái này chưa? Rồi, như vậy thì trong đó có một cái nguyên liệu để tạo ra đường, đó là pyruvate. Rồi, nghe được chưa? Đó. Thì pyruvate được tạo ra từ đâu? Từ axit amin. Axit amin thủy phân từ đâu? Từ protein. Nắm được chưa? Đó. Nên đây mình nói là sẽ có quá trình tân tạo đường tại gan từ các nguồn nguyên liệu khác, ví dụ như axit amin, ví dụ như là mỡ. Tại vì mỡ nó sẽ có cái axit béo, đúng không nè? Axit béo là phối hợp với cái gốc muối này gì gì đó. Axit béo là ví dụ như là triacylglycerol gì đó thì tạo axit béo với glycerol, glycerol tạo đường glucagon, đúng không? Đó là từ các nguồn nguyên liệu khác. Để đây mình nói một nguyên liệu thôi, đó là axit amin nha. Thì axit amin nó sẽ tạo nên cái pyruvate. Nắm được không? Và pyruvate sẽ tham gia vào quá trình gluconeogenesis. Còn là ngày trước cô có hướng dẫn dược lý của các chị mà chị lâm sàng á, thì cô hay nói cái từ đó là canxit là quá trình tạo thành, đúng không? Tạo thành tạo ra đó. Như vậy gluconeogenesis có nghĩa là quá trình tạo thành gluco đó. Như vậy thì từ pyruvate nó sẽ tạo thành gluco. Và bạn thấy cái quá trình mà từ pyruvate chuyển thành gluco nó rất là đậm, thì nó là major pathway, có nghĩa là con đường chính. Nắm được không? Đó, con đường chính từ pyruvate tạo thành gluco và nó còn nâng gluco lên không cạn huyết. Nắm được chưa? Rồi bây giờ có sự có mặt của ethanol nha. Nhìn ethanol nè. Đây, khi mà có sự có mặt của cái ethanol thì bạn thấy là gì? Cái nó lấy hết cái pyruvate. Nắm được không? Cái pyruvate này tham gia vào quá trình chuyển hóa mới là và pyruvate nó chuyển thành lactate và ethanol chuyển thành acetate. Như vậy thì pyruvate không thể tham gia vào quá trình gluconeogenesis để tạo nên gluco. Nắm được chưa? Và như vậy làm cho hạ đường huyết xuống, đúng không nào? Đó. Nếu bình thường không có ethanol thì toàn bộ pyruvate này sẽ chuyển thành gluco hết. Nhưng mà bây giờ có ethanol, cái pyruvate nó áp lực hơn với cái quá trình này, thế là nó tham gia vào quá trình tạo nên cái lactate, cuối cùng chẳng còn nguyên liệu để tạo nên gluco nữa. Vậy là hạ đường huyết. Rồi các chị nắm được chỗ này chưa? Đó, nghe như vậy đó. Và làm cho bệnh nhân bị nhiễm chỉ toàn seton.
cái này, cái cơ chế này là cái cơ chế mà mình đã học ở môn dược cơ sẹn ca. Mà cuối cùng có nói rồi, với bệnh nhân mà không sử dụng được đường thì bệnh nhân sẽ huy động cái mô mỡ. Thì mô mỡ sẽ thủy phân ra axit béo nó tham gia vào quá trình beta oxy hóa, đúng không? Và kết quả của quá trình beta oxy hóa là tạo ra một cái thể, nó gọi là thể cetone, để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Và khi mà cetone được tạo ra quá nhiều thì cơ thể sẽ bị nhiễm toan cetone. Đây là một chất độc, mua đủ không, nhiều quá nó sẽ bị dư ra và dẫn đến hôn mê, đúng không? Đó, đây là cái quá trình đó nghe. Rồi à, về triệu chứng lâm sàng ngộ độc cái ethanol nè, đầu tiên là sảng khoái vui vẻ lắm, đau bụng là bạn, hết bốn bể là bạn, cảm thấy thất tình lắm, đi nhậu cũng có nghe là rất nhiều hợp đồng này kia được ký được sang nhậu mà, đúng không? À, lẽ hả, à, vui vẻ, à, không thể tự kiềm chế bản thân, đau bụng là bạn hết nên là rất là vui. Nhưng mà rồi ta đi được thôi, hơi nặng cảm tí. Đến giai đoạn thứ hai là bắt đầu tri giác giảm dần, bắt đầu lú lẫn rồi, lú lẫn ra một mình rồi hả. Giai đoạn cái này là cái giai đoạn này bắt đầu là bắt đầu xung đột rồi, ai mà bệnh tới cái là chết nha. Cái tôi này rất là lớn đây ha. Rồi đến giai đoạn bắt đầu là hôn mê, à nặng quá rồi, là bắt đầu hôn mê, thở yếu, ngừng thở, siêu hấp cũng vân vân. Để đến giai đoạn này chắc chết, đúng không? Là chết rồi đó. Cho nên là thường là người ta sẽ ở cái giai đoạn đó là cái giai đoạn kích thích thôi. Thường là kích thích. Rồi đến giai đoạn ức chế thì cũng nặng nặng rồi, chỉ có thể là ức chế, còn nặng nhất là cái này nha. Rồi đây thì chúng ta sẽ đo cái nồng độ ethanol ở trong huyết thanh thì sẽ tương ứng với lại cái triệu chứng lâm sàng. Thì nếu như mà nồng độ siêu cao là lớn hơn 400 thì bắt đầu uống phân hôn rồi đó. Cho nên là khi mà uống rượu này kia thì cũng phải biết kiềm chế đó, không biết sao hại rồi. Còn cái ký khác thì thôi, các bạn nhìn cô, các bạn nói thêm nha, mình cứ diễn giải những cái này đi, nó không có thời gian. Còn đây 25 đây về xét nghiệm lâm sàng nha, để đánh giá cái nồng độ bao nhiêu để chúng ta có những cái điều trị cho phù hợp. Thứ nhất đó là định lượng nồng độ ethanol. Khi mà người ta định lượng nồng độ ethanol thì người ta làm luôn cái nồng độ methanol. Tại vì sao biết rồi đó, ethanol thường chúng ta chung với lại methanol đó, cho nên là làm luôn hai cái. Tiếp theo người ta sẽ đo cái áp lực thẩm thấu ở trong máu, người ta sẽ đo bằng máy, rồi sau đó người ta sẽ tính cái khoảng trống áp lực thẩm thấu. Thì người ta sẽ đo cái khoảng trống này để người ta đánh giá cái tình trạng nặng nhẹ, cái tình trạng ngộ độc của bệnh nhân như thế nào ha. Tuy nhiên người ta nói rằng là gì, khi mà đo cái khoảng trống áp lực thẩm thấu này thì người ta sẽ không phân biệt được là cái ngộ độc này là do ethanol hay là do methanol, nhớ nha. Tại vì nó tính dựa trên cái nồng độ ion natri, nồng độ ure, nồng độ glucô, vậy tôi đâu có biết nguyên nhân là do cái gì đâu. Nó đo thì đo để đánh giá cái mức độ nặng để điều chỉnh cái khoảng trống này thôi, chứ không có tính được là do cái nguyên nhân gì nha. Rồi sau đó người ta sẽ ước tính cái nồng độ rượu coi thử là cái nồng độ bệnh nhân uống là bao nhiêu thông qua cái khoảng trống áp lực thẩm thấu. Và người ta chỉ nói rằng là gì, cái công thức này nó chỉ đúng khi bệnh nhân chỉ ngộ độc ethanol mà không có methanol ở trong thì người ta mới áp dụng được cái này. Tại vì nếu như mà có methanol nữa thì người ta áp dụng ở đây đâu có đúng, nó sẽ bị sai cái khoảng trống này, sai cái hệ số 4-6 này. Rồi, ngoài ra người ta làm thêm một số cái xét nghiệm cơ bản khác như là tí máu động mạch, công thức máu, rồi cái chức năng gan v.v. để người ta đánh giá tổng quát và cái việc ảnh hưởng lên các cơ quan như thế nào và tổng trạng bệnh nhân ngộ độc ra làm sao. Rồi, thì ở đây
vì có một số cái khác nữa. Tại vì cái triệu chứng, cái triệu chứng lâm sàng thì nó cũng giống như vậy, do đó người ta để phân biệt thôi, người ta đưa ra cái hướng điều trị nó phù hợp. Rồi về điều trị ha, cái phần này cái quan trọng nhất hồi nãy cô cũng nói từ đầu rồi đó. Nếu như mà ngủ đầu còn mức độ nhẹ thôi thì chỉ cần ngủ một giấc là được nha, chỉ cần là thôi xỉn rồi thôi đi ngủ là được nha. Rồi nếu như mà tê cái nữa thì có thể truyền dịch, truyền gluco, truyền vitamin là được rồi ha. Cho nên là không có cần phải có xử lý gì quá đặc biệt. Nhưng mà nếu như mở cái giai đoạn mà nặng như bệnh nhân có tình trạng mà hôn mê, co giật, suy hô hấp rồi á, thì bệnh nhân thứ nhất luôn luôn là gì, airway đúng không, luôn luôn là đảm bảo cái đường thở cho bệnh nhân ha. Cái đó là quan trọng nhất, xuống thì xuống, cái đó là cái đầu tiên. Rồi thứ hai là nếu bệnh nhân có tụt huyết áp thì thêm cái thuốc hỗn hợp vô, adrenaline thì kia vô không. Rồi nếu mà bệnh nhân, do bệnh nhân có dùng cái methanol này có nguy cơ gây hại đường huyết mà mình nói rồi đúng không, cho nên lúc này người ta sẽ truyền gluco vô nếu mà có tình trạng đường huyết vô. Rồi người ta có thể cô đọc ở mức độ nặng thì mình sẽ truyền vitamin B1 vô. Các chị tự tìm hiểu cái slide trước tại sao chúng ta chỉ truyền B1 nhớ nha. Cái giải thích có trong cái slide cô anh Jim trước đó rồi đó. Đó là cô anh Jim có một cái slide liên quan tới thiamin á, B1 là thiamin nha. Rồi nôn nhiều thì tôi tiêm thuốc cho chống nôn, rồi bảo vệ niêm mạc dạ dày vân vân. Rồi hạ cân nhiều thì phải uống ấm, nói chung á và mấy ông mà đi uống rượu á thì thường là không có tỉnh táo nữa, ngủ buồn ngủ bò đúng không. Cứ ngủ ngoài đường này kia thường té ngã đạo tiết nguy hiểm á, thì việc hạ cân nhiệt cũng nguy hiểm lắm luôn á. Rồi đọc khác đấy cô. Rồi bây giờ mình nói thêm một cái cuối cùng nữa ha, đó là mình sẽ nói về ngộ độc và methanol và ethylene glycol đó. Sau cái này thì mình sẽ làm một số câu hỏi để xét nghiệm thử nhé. Rồi mình nghĩ nha. Đây thì nó cũng tương tự như là methanol, tuy nhiên hấp thu methanol nhanh hơn rất nhiều so với hấp thu methanol. Độc tố để hấp thu cực kỳ nhanh luôn. Nha. Cái này mà qua cái tác dụng cái độc tính của mình dễ thấy nhất đó là thấy biết là mình bị mù quá ha. Mù quá. Rồi. Vấn đề chuyển hóa nè. Thì nó cũng tương tự như là ethanol thì nó sẽ chuyển qua hai con đường. Thứ nhất đó là từ methanol nó sẽ chuyển thành một aldehyde, nhờ cái enzyme là adenat và androdenoxygenase. Ở đó con đường thứ hai là từ một aldehyde chuyển thành axit formic là nó sẽ thành aldehyde deoxygenase. Nha, adenat. Rồi, tương tự như vậy thì ethylene glycol thì cũng chuyển qua hai cái quá trình đó ha để tạo nên cái chất chuyển hóa. Và bạn thấy là thiamin xuất hiện ở này nè. Nha. Đó. Rồi coi lại cái sơ đồ cũ cũng xuất hiện một cái thiamin nữa nha. Rồi như vậy là quá trình thải trừ thì mình có thể xem cho cái slide này ha, hoặc có thể thải trừ qua cổng. Về triệu chứng lâm sàng thì xuất hiện trong vòng 30 phút thôi, rất là nhanh ha, rất là nhanh. Thường là có hai giai đoạn, người ta gọi là giai đoạn kín đáo, có nghĩa là cái triệu chứng lâm sàng không có rõ ràng, nó chỉ ức chế nhẹ phần tinh ăn phần vô cảm, có nghĩa là nó giống như là bệnh nhân uống rượu rồi sau đó bệnh nhân ngồi bệnh nhân nghỉ thôi, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà sau đó mới có cái triệu chứng ngộ độc rõ ràng. Nè đây ví dụ như là trên thần kinh bệnh nhân rất đau đầu, cho nên mấy ông mà kêu là uống rượu dởm á, uống rượu này không tốt pha tập lưng á là rất là nghe đau đầu đúng không. Đó đó chính là có thể là do cái methanol á. Rồi sau đó là buồn trồi
sau 12 đến 24 giờ thì nhìn mờ, nhìn đôi sợ ánh sáng đau mắt nè, nó làm giảm trương lực hoặc là mất cái thị lực luôn, giảm hoặc là mất cái thị lực luôn đó, nên rất là nguy hiểm đúng không nè. Rồi bên tim mạch thì là tụt huyết áp, nó là hô hấp, thì là ức chế hô hấp, rồi tiêu hóa, xuất huyết dạ dày, thận là suy thận vân vân, nó để lại những hậu quả rất là nặng nề. Còn bên chỗ ethanol dù gì cũng là độc tính nhưng mà nó không, nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nó thì nó uống thường mà bỏ này là tính độc luôn á ha. Rồi người ta sẽ định lượng cái nồng độ methanol, nếu độc tính thì nồng độ methanol độc là lớn hơn 20mg trên decilit, một đo được khoảng 6 đo khoảng trống được khoảng 6 kg như là của cái methanol ha. Rồi về nguyên tắc điều trị thì mình cũng điều trị là ổn định các tình trạng cấp cứu, sử dụng thuốc chống đông này là thuốc giải độc đặc hiệu. Thì lát nữa mình sẽ xem người ta có hai chất mình sẽ dùng để giải độc cái methanol ha. Thứ nhất là methanol và thứ hai đó là methanol. Rồi để nhân có điều chứng gì thì điều trị thêm cái điều chứng đó. Đây đây tập trung một xíu nha. Rồi thì đầu tiên là bỏ đường sỏi cho bệnh nhân, người truyền dịch dinh dưỡng thì dùng gluco nếu có hạn đường huyết, dùng vitamin B1 nữa mà không nhiều, dùng thuốc chống nôn vân vân, bệnh sao thì điều trị cái đó và điều trị những cái triệu chứng. Còn loại trừ thuốc độc thì người ta sẽ dùng gọi là đặc son dạ dày và thuốc dịch đó ha, thuốc dịch, thuốc đường, những cái chất mà ở trong dạ dày ra thuốc độ cao đâu á ha. Rồi thứ hai là lọc máu, khi mà cái nồng độ methanol nó quá cao đi, nó lớn hơn 50, vừa nãy mình nói là lớn hơn 20 đó là đã độc tính rồi, và giờ nó quá cao nó lớn hơn 50 thì chúng ta phải làm rõ rồi thì cái việc hấp thu nó sẽ rất là nhiều. Thứ hai là tan chuyển hóa, bệnh nhân có rối loạn về viêm thì những cái bệnh đã trở nên thị giác rồi, đó là cái trường hợp ngộ độc cũng khá là nặng rồi, cho nên người ta sẽ suy ra là cái bị tổn thương do ví dụ như tinh phẩm cũng sẽ rất là nhiều và những cái cơ quan khác, cho nên hiện nay sẽ xác định là tim lọc máu ha. Rồi giải độc đặc hiệu thì người ta sẽ chỉ định trong một số trường hợp như sau. Thứ nhất là bệnh nhân có uống methanol, xác định bệnh nhân uống methanol, tại vì có nhiều trường hợp bệnh nhân ngộ độc nhưng mà mình không biết là có cái methanol hay không đúng không nè. Rồi có khoảng trống thì lớn hơn 10 mmol trên 1 kg và nồng độ methanol là lớn hơn 20, thì những cái trường hợp như thế này thì các bạn cần nhớ dùng ngôn xíu nha. Thì giờ xong mình sẽ hỏi về các trường hợp này chúng ta nên giải độc đặc hiệu, thì giải độc đặc hiệu là giải độc bằng cái ethanol ha. Đây một cái câu hỏi đặt ra cho các bạn đó là ủa thế sao nãy giờ mình thấy là ethanol cũng độc mà tự nhiên sao mình lấy ethanol mình giải độc ethanol, nãy giờ học về nãy giờ thấy rồi đó, đây ủa thế nãy giờ học về ethanol mà sao tự nhiên giờ kêu giải độc đấy cạnh tranh chuyển hóa là giờ sao vậy là sao cạnh tranh chuyển hóa cạnh tranh chuyển hóa. Đúng rồi, tại vì hồi nãy cô mới nói các bạn á là cả ethanol và methanol nó đều đi qua hai cái con đường này, đều theo con đường ADH và ALDH đúng không? Như vậy thì giữa một chất độc và độc hơn rất nhiều, chọn cái này nào có đúng không? Chứ giờ trong một cái đầu khác phải không nè đó. Cho nên khi mà chúng ta cho cái ethanol vô thì nó sẽ chặn tranh gắn kết với cái enzyme chuyển hóa và nó sẽ tạo ra cái chất chuyển hóa mà nó không có độc bằng chất chuyển hóa khi chuyển hóa methanol, kéo dài thời gian. Đúng rồi, kéo dài thời gian nó phải độc ra đó, hiểu chưa? Đó là một cái đồng khác. Đây, đó, đây là lấy độc thì độc. Đó, thì người ta dùng loại ethanol, người ta dùng loại thức uống ethanol đó. Nhưng mà lưu ý là
nguồn gốc này kia rõ ràng, nó cũng phải là dùng cái loại cho an toàn được kiểm chứng cho bệnh viện đó ha, chứ không phải thôi mình ở nhà mình muốn làm gì làm đâu ha. Rồi, và nhớ là ghi rõ nồng độ cồn, tại vì chúng ta giải độc thì cái nồng độ 20% thì mới là cái nồng độ chế độc tốt nhất, đúng chưa? Đó, rồi thì cho đúng cái liều như vậy thì chị phải lên nha. Rồi, giải độc bằng ethanol á, thì cái nồng độ ethanol máu là nếu mà có điều kiện, tại vì chúng ta đo đưa cho bệnh nhân uống rồi nó phải rút máu ra cho nên đo thì có được cái số này chứ đâu ra, mà đâu phải lúc nào cũng làm được đúng không? Đó, đâu phải cơ sở nào cũng có thể mà đo được cái nồng độ này để mà kiểm tra coi được duy trì những cái nồng độ này, chứ mà nói thì con cũng khó lắm. Hay thực tế thì nó cũng giống như là học câu. Bữa sinh viên của cô đi đèn xuống vào trong đường biển, nó nói bảo chứ rồi em thấy rất xa những gì mà em tự học trong cây lai không có bắt đồ xuống là học từ A, B, C, D, E, F vô cái F luôn nên là nó bị sốc. Rồi thì sau khi mà bệnh nhân được cho dùng cái etanol rồi á thì sau chúng ta sẽ xem xét ngưng là khi nào được ngưng, đúng không? Thì sẽ là coi được cái nồng độ cái khoảng trống của mạch máu thì nhỏ hơn 10, hai tình trạng nhiễm khoan thì nó sẽ giảm, cải thiện trên lâm sàng. Rồi, chúng ta điều trị hỗ trợ khác là trên cái acid folic vô hoặc là trên cái canxi bicarbonate như có toàn máy vô năm. Rồi, thì cái này đó chi tiết á là các chị sẽ đọc trong cái hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngộ độc của Bộ Y tế 2015, thì tất cả tài liệu ở trong bài này thì mình lấy từ trong cái này và đồng thời thêm một số tài liệu chức năng để bổ sung thêm và cho một số cái giai đoạn, một số cái phát đồ nữa để mình nhập thêm đó. Rồi, thì các chị chờ một tí, cô lấy một số tham khảo cho chị làm thử nha. Rất dùng cái ổ cắm. Kể ngay một chuyện vui. Có cái bạn là thầy, có một thầy và một cô
thầy. Là sao? Thầy tham gia luận nguyện online trong nhóm mục sư này thầy. Dạy đạo rồi con. Thầy nhắn em có tâm sẽ hỏi thầm có tâm để sợ. Trên đó nó hỏi ngay chỗ nào anh nhìn xem trên đó rồi câu nào đây các bạn ơi, câu A B C D. Ủa có câu hỏi không? Câu hỏi là gì A B C D? Anh đề hít